Ngày hôm qua 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Lâm Đồng đã di lý đối tượng Trần Ngọc Cung, sinh năm 1957, quê tại xã Hoàng Diệu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, trú tại thôn 3, xã Quốc Oai, huyện Đà Tẻ, là đối tượng bị truy nã từ năm 1991. Trần Ngọc Cung bị công an tỉnh Thái Bình phát lệnh truy nã vào ngày 27 tháng 11 năm 1991 về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa. Trước đó, cùng làm tổ trưởng tổ cung ứng vật tư nông nghiệp xã Hoàng Diệu, huyện Đông Hưng. Quá trình công tác, cung đã lợi dụng chuyến đạo 80 triệu đồng vật tư của nhà nước. Khi biết tin, cơ quan công an đã quyết định truy nã. Cung đã đưa cả gia đình trốn vào thôn 3, xã Quốc Oai, huyện Đà Tẻ sinh sống và đổi tên là Lê Hồng Long, có quê tại thành phố Hà Nội. Từ năm 1992 đến năm 2002, cung làm trưởng thôn 3 và từ năm 2002 đến nay là trưởng ban tư pháp xã Quốc Oai. Tuy trốn truy nã gần 24 năm nhưng lưới trời lồng lộng nên cung đã bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Lâm Đồng tìm ra và thực hiện lệnh bắt cung tại huyện Đà Tẻ và tiến hành di lý về Đà Lạt ngay trong đêm 13 tháng 7 để bàn giao cho công an tỉnh Thái Bình.